Giang đoạn 10. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên, người canh mở cửa cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngồi. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn. Và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhân những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều người trong đám họ nói rằng, người bị quỷ ám, người là điên sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng, ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông, Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Salomon. Người Giu-đa nhóm chung quanh Ngài mà nói rằng, Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ. Và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó. Và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá, đặng ném Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến. Vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong luật pháp của các ngươi, há chẳng chép rằng ta đã phán, các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu kinh thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói, ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Vì bằng ta không làm chứng những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tai họ. Đoạn Ngài lại sang bên kia sông Giô-đan, đến nơi Giăng đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài mà nói rằng, Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người này là thật. Tại đó,
có nhiều người tin Ngài.